Rạng Đông Supermarket, ngôi chợ mới do người Việt làm chủ, khang trang sạch đẹp, hàng hóa sắp xếp ngăn nắp, dễ tìm, dễ kiếm, rau củ quả tươi mới mỗi ngày. Hàng sale của Rạng Đông Supermarket tuần này như sau: bò bắp 2.99 một bao, sườn non 1.59 một bao, thịt ba chỉ 2.79 một bao, cốt súp cốt Việt 4.99 cho mỗi hộp, nước mắm Sư Tử Bay 2.99 cho mỗi chai, nước mắm mực 99 cent cho mỗi chai, limit 2 chai cho mỗi người, bột bánh kẹp cốt Việt 6.89 cho mỗi hộp, rau tần ô 1.19 cho một bao, cải Đài Loan 99 cent cho 2 pounds, cải xanh non 1.19 cho một pound, cá chim vàng 2.19 cho một pound, cá đuối 1.99 cho một pound. Đặc biệt chợ có gian hàng bánh mứt phục vụ Tết, siêu thị Rạng Đông 9380 Warner Avenue Fountain và Lê Kili 92708 trên đường Warner góc Warner và Bút Xạ, điện thoại 714-369-2438, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rạng Đông Supermarket, ngôi chợ của người Việt.